Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe đạp đua Java Siluzo, một cái dòng xe đạp mang thương hiệu của Ý và được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng và vành bánh 700C khung nhôm. Thì toàn bộ phần khung của chiếc xe thì là nhôm nên là từ hợp kim nhôm, và thương hiệu Java thì là một cái thương hiệu của Ý và đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Cái thương hiệu mà luôn trau chuốt rất là tốt về mặt thiết kế, như từ những cái sản phẩm giá rẻ rồi đến cao cấp thì luôn được cái hãng Java này nó trau chuốt rất là kỹ lưỡng về thiết kế khung. Như chiếc xe này thì đã được mài đi những cái mối hàn, trông rất là đẹp, rất là mịn màng. Nó rất giống những chiếc xe carbon các bác nhé. Mài đi mối hàn và dây thì toàn bộ được chạy âm sườn này. Càng trước là carbon, càng trước của xe là càng carbon. Và cái tông màu hôm nay về là tông màu xám xi măng pha với cả xanh. Đó là một cái màu sắc mà đang rất là hot trong năm 2022 các bác nhé. Rất là hot cái màu này, màu xám và pha với xanh này. Toàn bộ xe là nguyên zin hết 100% luôn các bác nhé. Từ vành này, đề ca này, các bác mà chơi xe thì cũng có thể biết là hãng Java này nó có, hãng đề ca này là một cái hãng sản xuất phụ tùng riêng cho dòng xe Java. Tất cả những cái chi tiết như vành này, cọc yên ghi lông cổ phốt, tất cả nó đều đồng bộ hết, nguyên zin nguyên bản hết. Sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza các bác nhé, với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa đạp, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Đùi trục rỗng, đùi của Rowell trục rỗng. Cùm phanh của xe là phanh 3 mảnh, phanh này là cũng là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Mayer thì khối lỗ bi vòng, khối lỗ thì chắc chắn là làm bi vòng rồi. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị bộ tay lắc Shimano Soza 9 lít và 2 đĩa, 18 tốc độ. Mấy giờ trước cũng bi vòng, bạc đạn. Sử dụng một quả lốp 700x29C các bác nhé. Đấy. Nó có cái bản 29 rộng, trông nó mập mập cái lốp, trông nó rất là đẹp. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm. Từ khóa yên tới cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Chuyển động Shimano Soza với 9 lít 2 đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt mà rồi, các bác nhìn trên hình. Rất là nhạy, mượt mà. Và
chiếc xe này được bán lên mức giá chỉ có là 9.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nên số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.